anh chơi vơi giữa dòng đời. Lời yêu nay sao quá xa xôi, đời thương giờ này cũng lặng trôi. Nhận tin em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời. Lòng anh cũng như đó vẫn em ơi, làm sao để lệ tôi ngừng rơi. Hôm nay em hạnh phúc rồi, em đã bên người và lòng em yêu. Em quên câu hẹn câu thề, em hứa với người cả đời thương em. Hello, xin chào các bác nhé. Thì các bác vừa nghe có em hát một đoạn karaoke bằng con chiếc vang cơ này. Thì như các bác đã biết là các loại vang thị trường thì có rất là nhiều, vang cơ rất là nhiều luôn. Tuy nhiên là đối với bên em ấy, thì khi mà các bác chọn lựa một cái sản phẩm nào để bán ra thị trường cho các bác ấy, thì luôn luôn phải chọn những cái sản phẩm nó có cái chất micro ấy, cái độ vang nhạy của nó phải là thật hay và đầy đủ các cái tính năng hiện đại nhất của thị trường như bây giờ, như là các khổng quang, bluetooth, chống hú đó. Những cái tính năng đấy thì là bao giờ một chiếc vang bây giờ là phải có đủ hết đấy. Và thứ hai là cái quan trọng nhất của con này, đó chính là cái phần vang nhạy và cái độ nhạc có đánh căng hay không căng, nó có hòa quyện với tính mic hay không. Thì đây hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mã là CMF, mã là A99 này của hãng CMF này nhá. Hàng nhập khẩu chính hãng luôn và có tem COCQ đầy đủ. Khi các bác mua hàng thì các bác có thể check bằng cách là mình lấy camera ra mình quét ở đây, thì quét cái mã vạch này sẽ ra cái nguồn gốc xuất xứ của cái hàng sản phẩm này. Thì bên em thì trước giờ chưa bán cái hàng nào nó không có nguồn gốc cả, tất cả đều các cái thương hiệu, bất kỳ một con sản phẩm vang cơ mới nào bên em bán ra thì đều có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để các bác mua để lựa chọn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái mã nữa, đó là cái mã CMF, nhân tiện là làm cái đơn gửi hàng cho cái anh khách là anh Hùng này, anh Hùng ở trong thành phố Hồ Chí Minh này đó. Thì đây là một cái sản phẩm test trước khi gửi cho anh ấy luôn. Thì con này là một cái vòng vang mà vang cơ mà dễ chỉnh mà dễ hát nhất trong cái cửa hàng em ở đây. Thì tính như thế, các bác biết là những con vang như thế này ấy, khi mà bác hát karaoke thì cái quan trọng nhất nó vẫn là để nó dễ hát và cái phần tinh chỉnh nó đơn giản nhất có thể. Thì các bác nhìn đây, khi mà em lắp ráp chiếc vang này với con đẩy này của em ấy và cái bộ mic không dây này, thì gần như là các bác nhìn này, cái phần âm sắc của nó, tất cả các chiếc áp gần như là em để mặc định nó ở giữa hết luôn, nó mặc định ở giữa như này mà gần như nó tiếng vang nhạy nó đã hay sẵn luôn rồi. Thì khi bác về lắp ráp và bác chỉ được cắm vào và hát thôi. Và bác lưu ý một số cái điểm lưu ý là về cái phần về vì là cái phần micro của bác mỗi nhà một khác nhau á, thì bác phải chỉnh lại một chút ở cái phần âm sắc của micro này thôi. Đây, ví dụ như bát trung chép này, đây là của mic này, và cái nhạc này nó là bát trung chép của nhạc này. Đó, bác phải căn chỉnh thêm một chút xíu nữa là bác có thể hoàn toàn chơi được rồi. Đấy, con này thì có hai lỗ mic đằng trước và một cái lỗ mic đằng sau để bác cắm mic không dây, nó cắm mic không dây bằng lỗ mic đằng sau đấy. Phần đấu lối thì cũng rất là dễ, chỉ có mỗi hai đường dây jack để xuống con đẩy này thôi. Nếu bác là cắm súng âm ly thì có hai dây jack ở đây và cắm súng âm ly, những dây jack đấy thì đều tặng cho các bác hết. Khi mà bác mua hàng sản phẩm này bên em thì em sẽ tặng cho bác một đôi dây jack súng âm ly hoặc là súng đẩy này, hai cái, và một cái dây quang nhá, một cái dây quang dài độ 2m, 1,5m đến 2m để bác cắm từ TV Smart xuống đây. Nếu như bác nào mà ở xa ấy, nếu mà không biết thì có thể là kết bạn Zalo để em hướng dẫn các bác chi tiết cách cắm luôn, rất là dễ rồi. Nó rất là dễ luôn và cách kết nối rất là dễ. Và các bác nào mà mua sản phẩm này thì làm chủ được nó rồi thì hát nó rất là hay. Thì bác nghe qua cái video của em vừa hát karaoke thì nó sẽ được bác có thể đánh giá được phần nào cái phần vang nhạy của nó rồi. Đúng không ạ? Đấy. Mà cái quan trọng nhất của con vang này nó nghĩa là cái giá thành mà trên 1 triệu ạ, để các bác lắp vào các bộ dàn ấy, thì gần như thị trường em chưa thấy con nào nó hay như con này. Đấy, con này là thuộc dạng là bán chạy nhất ở cửa hàng em đến tính đến thời điểm này nhá. Con này là hàng công ty, hàng nhập khẩu, kiểu dáng thì đẹp, mặt phay nhôm này. Đấy, nhạc căng luôn, đánh rất là hay. Đằng sau này nó quay một chút đằng sau cho bác xem luôn này, tên cổng vào cổng ra này, rồi là mọi thứ. Giá thì rẻ, giá một con này là 1.650.000 và bao ship cho các bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn này, hai cổng chính để ra cái con đẩy hoặc ra âm ly bằng hai cổng này nhá, rắc đi kèm sẽ tặng đủ cho các bác luôn. Đấy, hai cổng rack out này là chính là để các live stream được nhá. Dùng hai cái rắc cổng này là cổng rack out này là để các live stream. Đấy,
đây là những cái cổng vào nó này, cổng quang vào này, input ở đường vào này, AUX 1, AUX 2 này, lúc đấy là em vừa bắt Bluetooth con này nhá, bằng bắt Bluetooth bằng điện thoại này. Đó. Đây cổng vào này, đây là điều chỉnh âm lượng music này, đó, những cái cổng sub này, đây lúc này là điều chỉnh cái loa sub riêng, rồi, đây là lũ cắm nguồn. Đây phần kết nối thì không còn ở bàn cãi nữa rồi, nó rất là dễ chỉnh. Đây video test nhanh của anh em có thể mua sản phẩm như này sẽ được bảo hành 1 năm cho anh em dùng nhá. Dễ dàng kết nối này, dễ căn chỉnh này. Đấy, vang nhạy hay này, giá thành lại rẻ nữa. Giá 1.650.000, bao ship và tặng đầy đủ dây jack cho anh em chơi. Thì các bác nào mua thì hãy đặt hàng bên em bằng cách gọi điện thoại sang bên em, kết bạn Zalo để em có thể là lấy thông tin của bác và giao dịch nhá các bác nhá. Các bác nào mua hàng bên em thì bắt buộc các bác phải đặt cọc 100.000 cho em để em gửi hàng cho bác. Các bác được phép kiểm tra hàng và thanh toán. Còn nếu bác nào không đặt cọc thì bác thông cảm là em sẽ không gửi hàng được, bởi vì là rất nhiều anh em bom hàng bên em và bây giờ em sẽ không dùng chính sách đấy nữa. Là anh nhiều anh em là khi mà mua xong là mua xem con này xong lại có ý định là sang lại mua con khác, thành ra là những con vang giả vờ không nghe máy, rồi là vợ không cho mua nữa, hoặc là vợ chồng cãi nhau, đủ các lý do. Tóm lại là bây giờ bác nào mua ấy, thì đặt cọc em 100.000, sau đó là em gửi hàng cho bác, thế thôi. Còn đây vang nhại thì anh em nghe qua video có thể đánh giá phần nào rồi. Rồi ok, bác nào xem video cảm thấy video hữu ích thì cho em xin một like để ủng hộ kênh bên em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video khác.